Kinh văn: A Nan, tất cả chúng sinh dùng thức ăn lành thì sống, ăn thức ăn độc thì chết. Vậy các chúng sinh cầu Tam Ma Đề nên dứt bỏ 5 loại rau cay trong thế gian. Giảng giải: Bài văn này luận về giai đoạn thứ nhất, loại trừ đi trợ nhân, tức cái nhân giúp đỡ. 5 món cay nồng làm tăng thêm nghiệp xấu, vậy nên bước đầu phải loại bỏ điều này. A Nan, tất cả chúng sinh dùng thức ăn lành thì sống, ăn thức ăn độc thì chết. Tất cả chúng sinh bao hàm 12 chủng loại. Thức ăn lành, nguyên văn cam lồ, chỉ thực phẩm, thức ăn không độc hại, có nhiều dinh dưỡng. Thức độc ở đây không phải là độc dược làm chết người, mà là chỉ 5 loại rau cay. Loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe, làm giảm đi tuổi thọ, chứ không phải ăn vào là chết ngay. Vậy các chúng sinh cầu Tam Ma Đề nên dứt bỏ 5 loại rau cay trong thế gian. Giai đoạn đầu tiên là dứt trừ trợ nhân, không dùng 5 loại cay nồng: tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén, hưng cừ. Kinh văn: 5 loại rau cay này ăn chín thì phát lòng dâm, ăn sống thì tăng thêm lòng giận. Giảng giải: 5 loại rau cay này ăn chín thì phát lòng dâm, ăn thịt cũng bị tác động như vậy. Đấy là lý do tại sao người tu hành không nên ăn thịt. 5 món cay kích thích làm khởi lòng ham muốn, đặc biệt ở đây là chỉ sự ham muốn dâm dục, khoái lạc. Ăn sống thì tăng thêm lòng giận. Cách ăn như thế làm cho con người ngốc nghếch hơn, lý trí và tính cách bị mất đi. Một khi không còn sáng suốt thì không sao phân biệt được phải trái. Các sự việc bất ngờ xảy ra, họ không nhận rõ sự thật, các vấn đề trở thành chướng ngại, không giải quyết được, và cách duy nhất là tức giận. Ăn thịt cũng bị tác động, dễ sinh lòng giận dữ. Dùng càng nhiều 5 loại rau cay, tính khí nóng giận càng tăng trưởng mạnh. Kinh văn: Như vậy trong thế giới, những người ăn rau cay đó, dù giảng nói được 12 bộ kinh, thiền tiền 10 phương hiềm vì nó hôi nhớp nên đều tránh xa. Các loài ngạ quỷ nhân lúc người kia ăn rau cay xong bèn liếm môi mép người đó. Người ấy thường ở với quỷ một chỗ, phúc đức ngày càng giảm, hằng không được lợi ích. Giảng giải: Như vậy trong thế giới, những người ăn rau cay đó dù giảng nói được 12 bộ kinh, thiền tiền 10 phương hiềm vì nó hôi nhớp nên đều tránh xa. Đây là nói về những người ăn rau cay hoặc uống rượu, ăn thịt. Nói khác đi, chư thiên thánh sẽ không hộ vệ người ăn uống như vậy. Thân thể họ sẽ bốc mùi các thức ăn thịt bò, hành, tỏi, nách tiết ra mùi hôi khiến không ai dám đến gần họ. Có một số người giảng nói được 12 bộ kinh như một bậc đại trí tuệ. Nhưng nếu họ dùng thức ăn không trong sạch thì lắng nghe họ chỉ có bọn quỷ, cùng thần thánh thì không nghe. Quỷ đói và rất nhiều loại sinh vật cũng không dùng các thức ăn như thế. Các loài ngạ quỷ nhân lúc người kia ăn rau cay xong tức 5 loại rau cay, bèn liếm môi mép người đó. Sau khi người đó ăn xong các thức ăn nặng mùi, mùi vị tăng nồng ấy kích thích các quỷ tiến tới. Bọn chúng sẽ ngửi và thưởng thức 5 vị nồng của rau. Quỷ ăn bằng cách xúc chạm, như chúng ta đã học qua, chúng sẽ chụm lại quanh người dùng thức ăn bất tịnh và dùng tay sờ soạn vào người ấy. Quý vị không nhìn thấy, nhưng thật sự là chúng hành động như vậy. Người ấy thường ở với quỷ một chỗ, phúc đức ngày càng giảm, hằng không được lợi ích. Rất rõ ràng và đơn giản, đoạn này xác định người ăn 5 loại rau cay
cuối cùng cũng họp chung với quỷ. Quỷ thường xuyên bám theo, mặc dù người này không để ý tới sự thật ấy. Phúc và đức cũng vì vậy mà giảm đi nhiều. Kinh văn: Người ăn rau cây đó, tu pháp Tam Ma Đề, Bồ Tát Thiên Tiên, mười phương thiện thần chẳng đến giữ gìn, ủng hộ. Đại lực Ma Vương được phương tiện đó hiện làm thân Phật đến thuyết pháp cho người ấy, chê phá giới cấm, ngợi khen dâm dục, nóng giận si mê. Giảng giải: Người ăn rau cây đó, tu pháp Tam Ma Đề, Bồ Tát Thiên Tiên, mười phương thiện thần chẳng đến giữ gìn, ủng hộ. Đoạn này ám chỉ người nào? Đấy là những người dùng năm loại rau cây. Người đó có thể là quý vị, là tôi. Tại sao hộ pháp và thiện thần lại không bảo vệ những người như thế? Đấy là vì họ nặng mùi, có mùi hôi nồng khó chịu. Các hộ pháp ưa thích trong sạch, họ tránh xú uế nên không đến hộ vệ những người như thế. Tuy nhiên, căn bản các thần hộ pháp là chú ý sự tu tập. Nơi các vị ấy trú ngụ thì không có ma quỷ. Nơi không có hộ pháp thì ma quỷ được nhiều thuận lợi. Hộ pháp và thiện thần đích thực là những người bảo vệ và gia hộ người tu hành. Nhưng trong trường hợp này, họ không đến giúp. Đại lực Ma Vương được phương tiện đó hiện làm thân Phật đến thuyết pháp cho người ấy. Khi thấy không có hộ pháp, đại lực Ma Vương sẽ hiện đến nhóm họp cùng người ấy. Đại lực của Ma Vương như thế nào? Đó là họ có thể hiện ra thân Phật. Tôi có lời khuyên, nếu sau này quý vị đạt được Phật nhãn, quý vị sẽ thấy Phật hoặc Bồ Tát hoặc thiện thần hiện đến. Nếu các vị đó là thật, thì ánh sáng của họ rất đổi thanh tịnh và mát lạnh. Khi ánh sáng ấy chạm vào người, quý vị sẽ cảm thấy rất đổi thư thái, dễ chịu mà không sao biết được. Đấy là bậc thánh chân thật. Còn như với quỷ, chúng chỉ tỏa ra sức nóng. Tuy nhiên, phải cần có trí tuệ mới phân biệt được sự khác biệt ấy. Dĩ nhiên, sức nóng ấy không phải nóng như lửa, mà đấy là hơi nóng của ánh sáng quỷ. Trong khi ánh sáng Phật không như vậy. Một cách phân biệt nữa là lời pháp của Phật và quỷ. Đại lực Ma Vương sẽ hiện đến chê phá giới cấm, ngợi khen dâm dục, nóng giận, si mê. Chúng sẽ nói, đừng giữ giới, đó chỉ là hạnh của tiểu thừa. Những giới cấm của đại thừa như sát sinh, trộm cắp, tà dâm chẳng là gì cả. Nếu các người sát sinh cũng chẳng phá giới gì, cả trộm cắp, tà dâm cũng vậy. Đừng vướng mắc vào điều nhỏ nhặt ấy. Đừng phân biệt chi tốt xấu. Phá giới không hại gì. Khi chưa thọ giới, quý vị có làm điều gì cũng không kể là phạm giới. Nhưng một khi đã thọ giới, chẳng hạn giới cấm sát sinh, nếu chúng ta có hành động sát sinh, tất nhiên là phạm giới rồi. Tại sao? Vì quý vị biết rõ hành động đó là sai lầm nhưng vẫn phạm phải. Nếu biết giới cấm trộm cắp nhưng lại đi trộm cắp, vậy là phá giới. Quý vị có tà dâm trước khi thọ giới cũng không xem là phá giới. Đấy là hành động thái quá. Nhưng khi quý vị hướng đời mình vào đường tu thì hành động đó là phạm giới. Hành động nói dối cũng vậy. Nhìn chung, tất cả những gì nếu quý vị biết thì đó là biết. Và nếu không biết thì đó là không biết. Quý vị không thể nói không biết khi mình biết, hoặc nói biết điều mình không biết. Quý vị không thể nói quanh co này nọ. Cái tâm thẳng thắn chính là đạo tràng vậy. Có vài người sẽ nghĩ, vâng, vậy nếu tôi không làm gì sai trái thì tôi không phạm giới, đúng chứ? Nhưng giờ đây, quý vị đã biết đó là điều nên làm. Nếu như không thọ giới
thì việc tu học của quý vị sẽ không thể tăng tiến được. Cho dù có học Phật đạo cả đời cũng vậy. Do đó, biết thọ giới là điều tốt. Chúng ta nên thọ giới và giữ giới thật cẩn thận. Đối với ma vương, bọn chúng chỉ ra sức vu khống và phá hoại giới cấm, ngăn trở quý vị thọ giới. Chúng tán dương sự dâm dục. Đó là đại sự. Chúng nói, càng dâm, các người sẽ có được phẩm tính cao quý của hàng Bồ Tát. Chẳng hạn như Osulama, mỗi ngày phải có từ 200 đến 300 phụ nữ, nhưng sau đó tu tập cũng trở thành hỏa đầu kim cang. Vậy là thế nào? Thực ra, ngay khi ma vương lên tiếng khen ngợi sự dâm, thì quý vị biết đó không phải là Phật chân chính rồi. Sự giả dối, lừa phỉnh, có nghĩa là si và hành động điên đảo. Phần trước chúng ta đã bàn qua. Nhưng trong thế giới có ngu độn luân hồi, điên đảo về si, nên hòa hợp với ngoan, thành ra 84.000 loạn tưởng khô cảo. Và các chủng vô tưởng ấy hóa làm đất, cây, vàng, đá. Dĩ nhiên, không phải chủng vô tưởng nào cũng hóa ra như vậy. Điều đó chỉ thỉnh thoảng xảy ra trong thời kỳ, giai đoạn nào đó. Ở đây, ma vương khen ngợi sự hư giả, dối trá. Chúng cho rằng ngu si là điều tốt. Có như vậy, chúng mới dễ dàng sai khiến. Khi quý vị tin tưởng chúng, tất sẽ trở thành quyến thuộc của bọn ma quỷ ấy. Gần đây, ở Ấn Độ, xuất hiện cuốn sách đề cao pháp tu mật trong quan hệ nam nữ. Đây là sách của quỷ viết ra. Bọn chúng tán dương sự hành dâm và không muốn con người từ bỏ điều ấy. Chúng bảo hành dâm sẽ được thành Phật. Thế nhưng Phật là thanh tịnh, là trong sạch, không tạp nhiễm những hỗn loạn, nhơ bợn. Trong ngôn ngữ Trung Quốc, chữ hôn, trong kết hôn, hôn nhân, gồm chữ nữ ghép với chữ hôn, có nghĩa là hỗn loạn, hôn ám. Như vậy, từ kết hôn cũng đã hàm ý sự đánh mất trí tuệ. Đời sống con người như tiêu phí trong đêm, trong bóng tối và bất tịnh. Điều đó cũng như ngủ ngày. Khi ngủ thì hầu như quên hết mọi sự. Đấy là si, là mê. Và từ kết hôn trong tiếng Trung có ý nghĩa biểu tượng như vậy. Tuy nhiên, khi tôi nói về hôn nhân, không phải mọi trường hợp đều như vậy. Quý vị phải nhìn vấn đề linh động hơn, không thể cứ chết cứng theo quan điểm của mình. Mặc dù tôi nói hôn nhân là sự phức tạp, rối rắm, thì quý vị phải cố gắng hiểu rõ sự phiền tạp ấy. Quý vị có thể dấn vào mọi sự phiền tạp, nhưng đừng để bị quay cuồng trong mớ hỗn độn ấy. Đức Thích Ca Mâu Ni kết hôn, nhưng Ngài vẫn sáng suốt hơn người. Khi quý vị nghe nói người ăn 5 loại rau cay, sẽ có quỷ đến hôn lên môi miệng người đó, quý vị có cảnh giác. Nếu không sợ hãi, các vị sẽ thấy điều đó chẳng là gì cả. Còn như xem đấy là lời nhắc nhở cảnh tỉnh, hãy dừng ăn 5 loại rau ấy. Nếu không dùng, thiện thần sẽ gia hộ quý vị, còn bọn quỷ thần thì lánh xa. Nếu quý vị kết hôn và luôn cảnh giác, luôn thức tỉnh, quý vị sẽ không xa vào những mê mời, hỗn loạn và phức tạp. Quý vị cũng đừng hiểu lầm rằng tôi phản đối sự kết hôn của mọi người. Không phải vậy. Ở đây, tôi chỉ nói qua vài điểm cơ bản trong vấn đề hôn nhân thôi. Kinh văn. Đến khi mạng chung, tự người ấy làm quyến thuộc của ma vương. Khi hưởng thụ phúc ma đã hết, thì đọa địa ngục vô gián. Giảng giải. Đến khi mệnh chung, tự người ấy làm quyến thuộc của ma vương. Đây là nói đến người ăn 5 loại rau cay. Bởi vì ăn như thế, các thiện thần, Bồ Tát sẽ không ủng hộ họ.
Do đó, các ma vương có đại lực sẽ tiến đến bên họ. Ma vương biến thành thân Phật và nói pháp của quỷ, ngợi khen dâm dục, tức giận và ngu si. Sự hỗn loạn của quỷ làm con người đánh mất đi trí tuệ chân chính, thay vào đó là tà kiến, tà đạo. Ma vương bảo dâm là điều tốt, hãy tin như vậy. Phật đã nói với tôi như thế, Ngài bảo chẳng hề gì đâu. Cái đó gọi là cướp con của người khác. Đấy là nhận ma vương ra Đức Phật. Vậy nên, khi mệnh chung, họ sẽ trở thành quyến thuộc của ma vương. Khi phúc báo thế gian đã hết, họ chết đi và ngoan ngoãn theo bọn ma. Khi hưởng thụ phúc ma đã hết, thì đọa địa ngục vô gián. Quỷ ma cũng có cái phúc riêng của chúng. Có người tu niệm danh hiệu Phật A-di-đà, nhưng người này đặc biệt rất ham thích vàng bạc. Anh ta tụng danh hiệu Phật chỉ vì nghe nơi tịnh độ đất toàn bằng vàng. Y hình dung khi được ở nơi đó, mình sẽ có vô số vàng. Ngày nọ, anh ta thấy Phật A-di-đà đến, bảo, hôm nay người vãng sinh cực lạc, hãy lấy vàng, bạc của người đi. Anh ta bèn đến tòa sen của Di-đà, gom lấy 400 đến 500 thỏi vàng. Nhưng vừa mang đến tòa sen của mình thì tất cả đều biến mất. Ồ, người đó nghĩ, thì ra Phật A-di-đà cũng ham tiền, ông ấy lấy hết vàng của mình rồi. Trong khi đó, những người đến nhà người ấy viếng tang, có một con lừa mới sinh ra đã chết. Mọi người thấy bụng con lừa căng cứng và nặng, khi mổ ra xem thì lạ chưa, vàng bạc từ bụng con lừa đổ ra. Đến lúc ấy mới biết rõ người tu kia lòng tham nặng thế nào, và anh ta cũng đã quyết không rời Đức Di Đà. Khi chết đi, anh ta biến thành con lừa nhỏ. Hẳn nhiên, anh ta biết hình ảnh Di Đà hiện đến kia không phải là thật. Nhiều chuyện lạ như thế, vậy Phật A Di Đà có thật không? Hẳn nhiên là có thật rồi, nhưng vì tri kiến con người lệch lạc nên không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Trong trường hợp đó, chúng ta phải làm thế nào? Phải hết sức cẩn thận, đừng tham lam. Bất cứ ai có tư tưởng vãng sanh cực lạc để có được vàng sẽ chẳng được gì hết. Mặc dù đất tịnh độ toàn vàng ròng, quý vị cũng chẳng sở hữu cho riêng mình được tí gì. Tu hành là buông bỏ mọi ý tưởng sở hữu. Đoạn kinh này nói về người ăn năm loại rau cây, tri kiến lệch lạc, xa vào tà kiến. Đầu tiên, họ trở thành quyến thuộc của ma vương, sau đó thì đi vào địa ngục. Đoạn lại đi đâu nữa, không ai biết được. Kinh văn: A Nan, người tu đạo Bồ đề phải đoạn hẳn năm loại rau cây, đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Giảng giải: A Nan, ông nghe đấy chứ, người tu đạo Bồ đề, bất cứ người nào theo đạo Bồ đề phải đoạn hẳn năm loại rau cây. Quý vị phải quyết định dứt khoát không dùng tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén. Nếu cứ ăn các thứ ấy, cuối cùng quý vị sẽ họp cùng ma vương. Còn tránh đi, tất sẽ thành tùy tùng của Phật. Đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Bước tiến thứ nhất là tu hành đạo Pháp. Trong tu tập, phải dứt bỏ mọi căn nhân sinh ra nghiệp ác. Năm loại rau cây là trợ lực của các ma vương. Quý vị đừng coi thường, ngũ tôn sẽ khiến quý vị mê mờ và hỗn loạn. Nó làm chúng ta thành bất tịnh. Sự bất tịnh đó càng làm ma vương thêm thích thú. Ha ha ha,